Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Với Khán Giả NTV. Vâng, chương trình này sẽ giới thiệu với quý khán giả về một số chương trình mới sẽ được phát sóng trong tháng. Kế hoạch phân khai ủng hộ hơn 100 con bò sinh sản cho các địa phương từ nguồn quỹ quyên góp tại hội thao Xuyên Cô 4 vừa diễn ra trong tháng 10. Và như thường lệ, phần cuối chương trình là những thông tin về một bộ phim hay vừa được khởi chiếu trên NTV. Mở đầu chương trình sẽ là thông tin về đề án xây dựng chính quyền điện tử ở Nghệ An giai đoạn 2013-2015. Đó chính là nội dung chính của chương trình Cải cách hành chính lên sóng ngày 5 tháng 11. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm việc với tập đoàn FPT để thông qua đề án xây dựng chính quyền điện tử ở Nghệ An giai đoạn 2013-2015. Hai bên đã ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển công nghệ thông tin. Trong đó, một nội dung quan trọng là hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống chính quyền điện tử. Việc xây dựng chính quyền điện tử sẽ tạo ra những bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần trong thúc đẩy xây dựng Nghệ An thành trung tâm về tài chính thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ như Nghị quyết 26 Bộ Chính trị. Vậy những điều kiện để Nghệ An triển khai chính quyền điện tử hiện nay như thế nào? Cụ thể nội dung của đề án chính quyền điện tử tại Nghệ An là gì? Việc triển khai chính quyền điện tử ở Nghệ An sẽ mang lại những hiệu quả gì trong cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công? Tất cả sẽ có trong chương trình Cải cách hành chính lên sóng ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, từ 18 đến 20 tháng 10 vừa qua, hội thao Xuyên Cô 4 đã thành công tốt đẹp. Ngoài việc đẩy mạnh phong trào, rèn luyện thể dục thể thao, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, hội thao lần này có thêm một ý nghĩa đặc biệt. Đó chính là việc tại hội thao Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đã kêu gọi các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ để mua bò sinh sản tặng cho các hộ gia đình nghèo và phát động ủng hộ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Đây là hoạt động giao lưu rộng. Tại hội thao, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đã kêu gọi các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ được 1 tỷ 680 triệu đồng để mua bò sinh sản hỗ trợ hộ nghèo Nghệ An. Phát động ủng hộ các tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt vừa qua. Tổng số tiền do cán bộ công nhân viên Xuyên Cô 4 và các đơn vị thành viên ủng hộ miền Trung lên đến 2 tỷ đồng. Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 và Đài Phát thanh Truyền Nghệ An đã có buổi làm việc để thống nhất kế hoạch triển khai việc mua bò sinh sản tặng các hộ nghèo. Theo đó, dự kiến từ nguồn ủng hộ 1,5 tỷ đồng, ban tổ chức sẽ mua từ 130 đến 150 con bò sinh sản tặng cho các hộ nghèo của 7 huyện miền núi có biên giới gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Châu và Thanh Chương. Mỗi huyện sẽ chọn một xã, mỗi xã sẽ có từ 15 đến 20 hộ và mỗi hộ sẽ được tặng một con bò. Đài Phát thanh Truyền Nghệ An sẽ tham mưu các văn bản để triển khai như cách phân bổ số lượng, tiêu chí chọn hộ gia đình, chọn giống bò phù hợp và các cam kết giữa đơn vị tặng với các hộ nuôi. Dự kiến số bò sinh sản sẽ được trao tới hộ dân nghèo trước ngày 27 tháng 12 năm nay. Cảm ơn ông Nguyễn Quang Vinh và ông Nguyễn Như Khôi, trân trọng cảm ơn các đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, chia tay với các huyện đồng bằng, trong tuần cuối tháng 10 vừa qua, quê mình xứ Nghệ đã lên với bà con vùng cao hai huyện Tương Dương và Quế Phong. Và một cảm nhận rất rõ từ những buổi ghi hình ở sân chơi này tại các huyện miền núi, đó là đã đem lại một không khí ngày hội thực sự cho bà con các dân tộc nơi đây. Quê mình xứ Nghệ đã đến với bà con bản Phòng và bản Chắn, xã Thạch Xám, huyện Tương Dương, nằm cách thành phố Vinh gần 200 km. Đây là vùng đất được xem là cái nôi văn hóa của nhiều dân tộc anh em như đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu, Tày Pọng, với những kho tàng văn hóa tiêu biểu vẫn được bà con các dân tộc thiểu số trân trọng, giữ gìn như kho tàng văn hóa dân gian, chữ Lai Pao của dân tộc Thái, các lễ hội như đón tiếng sấm đầu năm của người Ơ Đu, đám cưới và lễ hội Sang Khan của đồng bào Thái, lễ mừng nhà mới của người Khơ Mú, vân vân.
Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của chương trình Quê Mình Sự Nghệ được diễn ra tại huyện Con Cuông, thì ekip của chương trình lại tiếp tục lên với huyện miền núi cao Tương Dương, nơi đầu nguồn của sông Cả. Và lúc này đây thì Tiêu Hằng đang có mặt tại Bản Chắn, xã Thạch Giám. Như quý vị và các bạn có thể thấy rằng ở lúc này đây thì một cái không khí như cái ngày hội của đồng bào dân tộc miền núi cao ở nơi đây. Và để có thể nói rằng để chân chơi Quê Mình Sự Nghệ được diễn ra thành công thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm cũng như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương. Và xin được trò chuyện cùng với ông Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương. Thưa ông đánh giá như thế nào về cái ý nghĩa của chương trình Quê Mình Sự Nghệ về với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tương Dương ạ? Là một cái dịp tốt để là đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Tương Dương đã thể được thực hiện những cái nét đẹp truyền thống của đồng bào và giới thiệu với là bạn bè cả khắp cái mọi vùng miền của đất nước, của Tổ quốc và của quê hương xứ Nghệ về những cái đặc trưng văn hóa, về cái nếp sống phong cảnh cũng như là về cái đổi thay của quê hương mình sau khi đã thực hiện chương trình mục tiêu của ta về xây dựng nông thôn mới. Vâng, xin thành cảm ơn những chia sẻ của ông. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng được lên sân khấu để cùng xem những cái nét văn hóa rất là đặc sắc của quê mình xứ Nghệ tại huyện Tương Dương nhé. Với hình thức sân khấu hóa, những nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái đã được hai đội thể hiện một cách đặc sắc thông qua lễ hội bắt cá, lễ hội truyền thống của người Thái được diễn ra vào mùa xuân hàng năm, hay điệu nhảy sạp, hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng cao. Lần đầu tiên bà con đã được tham gia các trò chơi đi cà kheo, châm bóng bay, một trò chơi được phát triển từ môn thể thao truyền thống đi cà kheo thân thuộc trong mỗi dịp Tết đến xuân về hoặc bản làng có ngày hội vui. Hình ảnh những chiếc cà kheo đã toát lên sự khéo léo, bền bỉ, dẻo dai và xa hơn nữa là khát vọng chinh phục cuộc sống của người dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn đã cảm nhận được một cái không khí, một cái ngày hội thực sự của đồng bào vùng dân tộc huyện Tương Dương. Và bà ơi, bà cảm thấy cái sân chơi Quê Mình Sự Nghệ được diễn ra ở tại Tương Dương, bà thấy như thế nào ạ? Bà cảm thấy là vui, đẹp và thiện chủ và tư tưởng đến đây và hồi lại cho con cháu tiếp theo đi bước lên là cho tốt. Xin chào chị Trần Kim Hoa. Thưa ông, được biết rằng là để chuẩn bị những cái tiết mục văn nghệ đặc sắc để có thể giới thiệu tới tất cả khán giả trong một sân chơi Quê Mình Sự Nghệ thì chị có thể cho biết cụ thể hơn về những cái công việc chuẩn bị của đội trong thời gian qua như thế nào? Để chuẩn bị cho cái chương trình Quê Mình Sự Nghệ hôm nay ấy, thì đầu tiên thì anh chị em những người làm công tác chuyên môn của chúng tôi ngồi lại với nhau và phải bàn như thế nào đó, đầu tiên được giới thiệu cho bạn bè biết được cái văn hóa riêng của đồng bào dân tộc huyện miền núi Tương Dương. Và cái chương trình sân chơi lần này thì chúng tôi đầu tiên, bởi vì đây là cái văn hóa Thái, thì chúng tôi cũng muốn chọn những cái nét văn hóa đặc trưng riêng nhất của người Thái. Thì đối với đơn vị Bản Phong thì chúng tôi chọn cái múa bắt cá, bởi vì cũng đó cũng là gắn với đời sống sinh hoạt của người dân. Và bên đối với đội Bản Chắn thì chúng tôi chọn một cái múa xe và tham gia vào đó là cái đội múa sạp, bởi vì sạp cũng là một cái nét văn hóa hoạt động trong đời sống cộng đồng của dân cư. Thì chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái và chúng tôi chọn để xây dựng chương trình tham gia dân chơi lần này và để quảng bá, cũng là một hình thức để quảng bá và giới thiệu trở về quê hương chúng tôi. Còn tại huyện Quế Phong, một địa phương nằm ở tây bắc xứ Nghệ, chương trình Quê Mình Xứ Nghệ với sự tham gia của hai đội chơi đến từ bản Khoảng, xã Châu Kim và bản Bà Nà, xã Mường Nọc cũng đã tái hiện một không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái. Bà con cùng vui với trò chơi tò mặc lẹ, trò chơi dân gian truyền thống thường được tổ chức trong các ngày lễ, ngày hội, ngày lễ đền chín san nổi tiếng của Quế Phong. Những người thợ khéo tay của mảnh đất này cũng có dịp thể hiện với nghề đan lát truyền thống bằng những sản phẩm quen thuộc phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con dân tộc Thái. Thưa quý vị và các bạn, Kẻ Cắp Trái Tim, một bộ phim Hàn Quốc 24 tập nói về tình yêu, một đề tài muôn thuở, đã được khởi chiếu trên sóng NTV. Dan Lee, nhân vật chính trong phim, một cô gái đẹp người đẹp nết, cô gặp và yêu một nhà leo núi và sống hạnh phúc bên nhau. Không may cho họ, chồng cô chết trong một tai nạn leo núi khi cô vừa mới mang thai. Do đau buồn, Dan Lee về sống với mẹ chồng. Sau mẹ chồng lại ép cô phải tái giá vì cô vẫn còn trẻ và cần phải có người đàn ông bên mình. Trong một lần ra mắt không thành công, Dan Lee bị đụng xe. Chủ nhân của chiếc xe là Oh Sun, một võ sĩ quyền Anh đã bỏ nghề. Họ đã gặp và yêu nhau, nhưng tình yêu đó không hề đơn giản mà chứa đựng nhiều âm mưu phức tạp của Oh Sun.
Phim đang được phát sóng lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trong tuần. Con hẹn hò với nó đi chứ. Con hãy phải tìm được người đàn ông đích thực mẹ sẽ để trao gửi cho con dâu xinh đẹp của nhân hậu cùng cô cháu nội yêu thương. Cô đúng là đồ sát phu, hại chết con tôi. Tôi thấy cô rất vừa ý. Cô hãy đến làm dâu nhà tôi đi. Nó là con gái tôi, con dâu tôi, mẹ của cháu tôi. Nhưng ai tìm được bằng chỉ dẫn cho con tin lăn bánh trên con đường tình yêu? Hết cho anh 30 triệu. Mọi cung bậc tình cảm, lòng lừa, dối trá. Cô bị lừa rồi đấy. Khi nào thì đến? Chủ nợ. Anh muốn được tha thứ. Anh đừng bỏ em mà. Không được. Chạy đi, chạy đi. Đừng hỏi gì cả. Cậu tốt nghiệp ở nước ngoài à? Cậu học ở Mỹ à? Này, đau khổ, đúng là ngốc. Đã quá chồng, có con, mà muốn sống trên thế gian này thì phải thông minh một chút chứ. Đúng là anh cần tiền. Anh đã không thấy gì khác ngoài con đường kiếm sống dễ dàng trước mắt. Bị chửi, bị đánh, nhưng anh vẫn cứ làm. Ngọt ngào, dâng hiến. Hãy đồng ý lấy anh nhé. Trước đây em đã nhận nhẫn một lần rồi, giờ lại được nhận khuyên tai. Tất cả được gói trọn trong 24 tập của bộ phim Hàn Quốc Kẻ Cắp Trái Tim, được trình chiếu trên sóng NTV. Mời quý vị và các bạn đón xem. Những thông tin về bộ phim Kẻ Cắp Trái Tim đã kết thúc với khán giả NTV kỳ này. Chương trình sẽ đón nhận mọi ý kiến của khán giả. Xin hãy gửi về chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Vâng, và quý vị có thể xem lại với khán giả NTV trên trang web truyền hình nghệan.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.